Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini quiz mới của mình nha. Yeah. Ok em ơi, thì anh em thấy có ai đứng kế bên mình không? Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là Sammy Đào nè anh em ơi. Hello, hello. Hôm nay mình có mời Sammy Đào vào trong đây quay video cùng với mình để trả lời câu hỏi của những bạn fan nha. Thì hôm nay nữa bạn ơi, mình mới vừa gọi là đọc ở trên YouTube á, thì mình thấy có một số bạn bảo rằng là anh ơi, anh hãy thử làm bắt cua trả lời câu hỏi cùng với chị Sammy đi. Thì hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm video bắt cua trả lời câu hỏi cùng với Sammy nha. Và nếu như mà anh em thích video này và muốn mình làm tiếp tục cái gọi là những cái video như thế này, thì anh em đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đó subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi. Let's go. Thì hiện tại là mình đang chơi một con map bắt cua của một bạn có tên là gì ta, để xem coi. À đây, bạn ấy có tên là Lin Hawari. Thì cái bạn này có cái ID là 435-89738. Đó, bạn nào mà muốn chơi con map này có thể vào chơi chung với mình nha. Đó, mình sẽ để ID cho các bạn đó. Thì cái map của bạn này có tên là map bắt cua 4 mùa mấy bạn ơi. Đó, thì cái map này bao gồm là 20 level nha anh em. Và chủ yếu là nhảy chỉ có 2 đến 3 block thôi. Rất là đơn giản dành cho những bạn mới tập bắt cua nha. Thì mình bắt cua khá là dở, Sammy cũng vậy, Sammy không có giỏi bắt cua. Cho nên là hai đứa mình sẽ chọn con map dễ, thiệt là dễ luôn để bọn mình chơi nha. Ok, rồi Sammy ơi, bà đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ cùng với bà gọi là bắt cua trả lời câu hỏi. Bà đã sẵn sàng chưa? Ok, let's go. Ok rồi, đi. Rồi bây giờ nha, bây giờ tôi sẽ vừa bắt cua nè, Sammy cũng phải vừa bắt cua luôn, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên mà mấy bạn fan dành cho Sammy. Trời ơi, mới nhảy có chút xíu mà té rồi. Ôi trời, không, tôi cũng té theo luôn. Trời ơi, tôi bị trục rút. Nhanh lên, ổn tới rồi hả? Tôi qua đây rồi nè, nhanh lên. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên nè, tôi sẽ đọc câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên là ngày Phong Cận tỏ tình Sammy là ngày bao nhiêu? Đó. Bao nhiêu? Đọc lại, đọc đàng hoàng thôi. Đọc chậm thôi cho mấy bạn nghe. Ok, bây giờ ngày tỏ tình của Phong Cận tỏ tình mình đó là ngày 17 tháng 2 2019. Ồ, hoan hô, đúng rồi, chính là ngày 17 tháng 2 anh em. Ngày mà Phong Cận tỏ tình Sammy chính là ngày 17 tháng 2 2019 nha anh em. Đó, rồi ok, tiếp nha. Bây giờ tiếp nè, câu hỏi số 2. Món quà đầu tiên mà Phong Cận tặng cho Sammy là món quà gì? Đó, Sammy trả lời đi. Cái này hả? Phải vừa bắt cua vừa trả lời, không được đứng im. Phải vừa bắt cua vừa trả lời. Gấu bông. Sai rồi. Trời ơi. Không phải gấu bông. Gấu bông mà. Ủa phải không ta? Phải. Trời ơi, tôi xong là ông tặng sau tỏ tình đó. Ủa tôi nhớ là tôi tặng cho Sam là son môi mà ta, chứ phải là gấu bông đâu. Son môi là lúc nó quen nhau rồi, còn trước khi quen là ông tặng tôi gấu bông. Quê già, con đúng rồi, quên. À đúng rồi. Trời ơi, sao bà quấn tôi? Trời ơi, mấy bạn ơi, câu này thì mình quên mất, Sammy trả lời đúng rồi nha. Thì món quà đầu tiên mình tặng cho Sammy chính là gấu bông nha các bạn. Đó, mình đã tặng cho Sammy một con gấu bông hình con vịt rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi, tiếp tục nha. Câu hỏi số 3. Phong Cận thích món ăn nào của Sammy nấu nhất? Trả lời đi, món ăn mà Sammy nấu mà làm cho Phong thích ăn nhất là món gì? Trời ơi, cái này tôi biết nhiều lắm, cái này đậu rang chứ gì. Áo, trời ơi. Cái gì, cái món gì chứ? Món đậu rang. Đậu rang hả? Sai bét, Phong không hề thích đậu rang nhất nha. Đậu rang gọi là chỉ là gọi là thích thôi, chứ không có phải là thích nhất nha. Sammy đã quên rồi. Sammy đã quên món ăn mà Sammy nấu cho mình mà Sammy quên mấy bạn ơi. Ai biết được, trời ơi, nhiều món lắm. Thôi, nhưng mà món nào là Phong thích nhất? Sammy không nhớ hả? Lúc trước Phong kêu, Phong nói cho Sam là cái món này Phong rất là thích luôn mà giờ Sam quên tiêu hả? Quên thật, em không nhớ. Rồi ok, vậy là một câu trả lời là Sammy không trả lời được nha. Thì món mà Phong Cận thích nhất mà Sammy hay nấu cho Phong ăn đó chính là món chả chay anh em ơi. Đó, món chả chay nha. Trời ơi, vậy mà cũng không nhớ, nấu ăn cho tôi xong cuối cùng không nhớ luôn. Trời ơi. Mình thích nhất là món chả chay, vậy mà cũng không nhớ nữa. Trời ơi, buồn quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Để coi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ bao nhiêu ta? Thứ tư đúng không? Ok, câu hỏi thứ tư nè. Phong Cận thích nhất là quà gì?
Quà hả? Đúng rồi, quà. Phong Cận thích quà gì nhất? Nói chung á, đây là những câu hỏi hỏi về Phong Cận không à. Để coi coi Sammy có hiểu Phong Cận hay không. Sammy là bạn gái của Phong Cận. Để coi coi Sammy có hiểu rằng Phong Cận thích gì hay không nha. Phong Cận ha. Ông thì thường thường là ông thích tiền mặt. Ông thích quà, Phong Cận thích tiền mặt thôi, đúng không? Đúng rồi mấy bạn ơi, đúng rồi đó. Phong Cận là Phong Cận là người không thích những quà, những cái quà như là đồ chơi hay là mấy cái món quà như là quần áo hay gì hết, mà Phong Cận thích nhất là tiền nha bạn. Nói chung á là đến ngày sinh nhật của Phong á là Sammy không cần mua quà gì hết, Sammy chỉ cần tặng Phong tiền là được rồi. Phong thích nhất là tiền. Mấy bạn biết lý do vì sao không? Có nhiều bạn sẽ bảo là Phong Cận tham tiền quá, nhưng mà không phải đâu nha. Chẳng qua là bởi vì á là Phong là một người rất là tiết kiệm luôn, cho nên là khi mà Sammy mà muốn tặng quà gì á, khỏi cần tặng quà, tặng tiền thôi là Phong thích rồi. Phong thích là tiền thôi à. Ok rồi, tiếp theo nha, câu hỏi thứ 5. Thú cưng đầu tiên Phong Cận nuôi là con gì và nó có tên là gì? À, Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là con gì? Tôi câu hỏi nè là như thế này nè, con đó là con gì và nó có tên là gì? Trả lời đàng hoàng. Con này là một con bé, một bé cún tên là Bạch Tuyết. Đúng rồi mấy bạn ơi, những bạn nào mà có theo dõi kênh YouTube của mình á thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết rằng là trước kia mình có nuôi một bé cún, và bé cún này có tên là Bạch Tuyết nha anh em. Đây mình sẽ để ảnh của bé cún cho bạn xem nè. Đó thì đây chính là thú cưng đầu tiên mà mình nuôi nha. Đó rồi, ok Sammy cũng nhớ nha. Ok rồi, tiếp nha. Tất nhiên. Câu hỏi thứ 6, Phong Cận thích chơi game gì nhất? Cái này á, trời ơi, chế độ Phong chơi nhiều game lắm Phong ơi. Phong Cận thích chơi game gì nhất? Minecraft. Sai bét. Vậy mà cũng không nhớ. Tôi chưa đọc hết. Giờ chạy lui lại nè, Minecraft không phải à, Liên Minh Huyền Thoại. Đúng rồi, Liên Minh Huyền Thoại. Rồi ok, đúng rồi nha các bạn nha. Phong Cận á, mặc dù là mình là YouTuber làm về Minecraft, làm về Mini World, nhưng mà cái game mà mình thích chơi nhất vẫn là Liên Minh Huyền Thoại nha các bạn. Đó, mà đố Sammy là tôi thích chơi con tướng gì nhất nè. Lee Sin. Đúng rồi, Phong thích chơi Lee Sin nhất nha. Rồi, hợp lý rồi, vậy cũng biết luôn, ghê. Ok, rồi, câu hỏi cuối cùng nè, đi đâu vậy? Đường thắng bên đây mà, đi đâu vậy? Tôi tưởng còn nhiều câu hỏi. Rồi đi tiếp đi. Trời, hôm nay mấy cái bạn fan cho tôi có một số câu hỏi thôi mà không có nhiều. Bạn nào mà muốn á mà mình gọi là trả lời thêm nhiều câu hỏi nữa thì mấy bạn nhớ để là câu hỏi cho mình nha. Mình sẽ tiếp tục làm nha, và nhớ là like video này nha mấy bạn. Ok, để mình xem coi câu hỏi cuối cùng mà mấy bạn fan hỏi mình là câu gì ta. Ok rồi, mình đọc được nè. Câu hỏi cuối cùng mà bạn fan hỏi mình đó chính là ngày tháng năm sinh của Phong Cận. Sammy có nhớ ngày tháng năm sinh của Phong không? Người yêu mà không nhớ ngày tháng năm sinh của bạn trai mình là kỳ lắm á nha. Trời ơi, 12 tháng 2 2001. Đúng rồi, Phong Cận sinh ngày 12. Tào lao ngày 12 hay nào? Ủa vậy có phải, vậy là trời ơi mấy bạn ơi, Sammy không nhớ ngày sinh của mình. Vậy sẽ là ngày gì đó, 12 tháng 2 2001. Trời ơi không nhớ luôn bạn ơi, ngày đúng sinh mà của mình mà kêu là ngày ngày 12. Đúng cái gì mà đúng. Ngày 22 tháng 2 2001. Đúng rồi, thấy chưa? Vậy mà kêu nhớ. Ngày sinh của Phong không phải là ngày 12 nha, mà ngày sinh của Phong chính là ngày 22 nha bạn. Ngày 22 tháng 2 nha. Vậy mà Sammy kêu là Sammy nhớ ngày sinh của mình. Đúng là xạo. Tự nhiên trách tôi, tại vì cũng do tôi thật, xin lỗi. Thì bây giờ tôi hỏi ông lại nha. Bây giờ tôi hỏi ông Phong ông lại nha. Ông nhớ ngày sinh tôi không? Nói ngày không? Ngày sinh của Sammy hả? Ngày sinh Sammy chính là ngày 4 tháng 3 năm 2001 chứ gì. Đúng không? Đúng. Trời ơi, thấy chưa mấy bạn, mình nhớ ngày sinh của Sammy mà Sammy không nhớ ngày sinh của mình. Buồn quá. Vậy mà kêu là thích tôi, kêu là yêu tôi mà không nhớ ngày sinh của tôi. Vậy là ghét tôi rồi. Vậy là ghét tôi rồi chứ còn gì nữa. Rồi, đồ dối trá. Xin lỗi, tôi hơi bị nhầm lẫn tai hại. Xin lỗi. Sao xin lỗi đi. Rồi, xin lỗi Phong rồi đó. Rồi, ok bạn ơi, thì mình đã gọi là chơi xong cái con map bắt cua này rồi. Và mình cũng đã gọi là trả lời xong hết tất cả các câu hỏi của mấy bạn đã dành cho Sammy đó. Thì Sammy thấy những câu hỏi này khó không? Khó.
Khó hả? Trời ơi, khó ghê luôn ha, khó ghê quá ha. Rồi, ok bạn ơi, thì những bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm những video trả lời câu hỏi như thế này thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây, bởi vì mình đã hết câu hỏi rồi. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên là hãy đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình và bạn Sammy Đào của chúng ta nữa nha. Và đừng quên là đăng kiếm họ cho các thành viên của Hero Team nữa nha mấy bạn. Còn bây giờ thì bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye.